Mặc dù thuốc hạ áp là chỉ định bắt buộc và không thể thay thế đối với người bệnh cao huyết áp, nhưng có rất nhiều loại đồ ăn, thức uống quen thuộc hàng ngày cũng sẽ hỗ trợ cùng thuốc giúp bạn duy trì sức khỏe ổn định. Vậy người bệnh cao huyết áp nên uống gì để hạ áp hiệu quả? Hãy tìm hiểu ngay 10 loại thức uống tốt nhất cho người bệnh cao huyết áp ngay sau đây. Trà atiso đỏ. Khi so sánh tác dụng của trà bục giấm với captopril, một loại thuốc ức chế men truyền được sử dụng khá phổ biến trong điều trị cao huyết áp và suy tim, các nhà khoa học nhận thấy loại trà này cho hiệu quả hạ áp tương tự như captopril. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo bạn hãy uống 3 tách trà atiso đỏ mỗi ngày, mỗi tách tương đương với 240ml. Nước ép cần tây. Trong cần tây chứa hoạt chất apigenin, không chỉ có tác dụng giãn mạch, hạ huyết áp mà còn làm giảm mỡ máu rất hiệu quả. Bạn có thể chế biến nước ép cần tây, sau đó thêm một chút mật ong vào nước ép để uống. Mỗi ngày bạn nên uống 3 lần, mỗi lần 40ml nước ép cần tây để huyết áp luôn được ổn định. Nước ép cà chua. Một nghiên cứu năm 2019 của các nhà khoa học Nhật Bản đã đánh giá tác dụng của việc uống một ly nước ép cà chua mỗi ngày đối với những người có nguy cơ cao mắc bệnh về tim mạch. Kết quả cho thấy, nước ép cà chua giúp cải thiện cả chỉ số huyết áp tâm thu, huyết áp tâm trương và LDL cholesterol trong máu. Nghiên cứu trên đối tượng người bệnh tăng huyết áp giai đoạn 1 và phụ nữ mang thai cũng cho kết quả tương tự. Nước ép củ cải đường. Củ cải đường là nguồn cung cấp dồi dào kali, folate có tác dụng đối với người bệnh huyết áp cao. Không chỉ vậy, trong củ cải đường còn chứa các hợp chất nitrat, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành NO, oxit nitric, có tác dụng làm giãn mạch máu, nhờ vậy mà huyết áp được hạ xuống và máu lưu chuyển trong động mạch cũng dễ dàng hơn. Để ổn định huyết áp, người bệnh huyết áp cao nên uống từ 1 đến 2 cốc nước ép củ cải đường mỗi ngày. Rượu tỏi. Tỏi có chứa hợp chất allicin, khi vào cơ thể sẽ kích thích giải phóng oxit nitric giúp giãn mạch, hạ huyết áp. Tác dụng hạ áp của tỏi sẽ tăng lên khi được ngâm chung với rượu. Mỗi ngày bạn nên dùng 60-80ml rượu tỏi, chia làm 2 lần, uống vào trước bữa điểm tâm sáng và buổi tối trước khi đi ngủ. Nước ép lựu. Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh cho thấy, uống liên tục một cốc nước ép lựu trên ngày, liên tục trong 28 ngày, huyết áp tâm thu có thể giảm xuống 3,14mm thủy ngân, huyết áp tâm trương giảm 2,33mm thủy ngân và huyết áp trung bình giảm 2,6mm thủy ngân. Bên cạnh đó, nước ép lựu còn làm giảm 30% nguy cơ xơ vữa động mạch. Các chuyên gia khuyến cáo, mỗi ngày bạn nên uống khoảng 180ml nước ép lựu và không bổ sung thêm đường. Nước sắc cây hoàng bá. Nước sắc từ thân cây hoàng bá chứa rất nhiều berberine. Hoạt chất này có tác dụng giãn mạch, hạ áp bằng cách tăng giải phóng NO trong cơ thể. Một nghiên cứu khác cũng cho thấy hoàng bá giúp làm giảm huyết áp tâm thu 6% và huyết áp tâm trương 13,1% chỉ sau 8 tuần điều trị. Bạn có thể dùng vỏ thân, cành của cây hoàng bá phơi khô và đun sắc để lấy nước uống hàng ngày. Nước táo mèo, sơn tra. Theo y học cổ truyền, táo mèo có vị chua, chát, tính hàn, quy kinh tỳ, vị can, có công dụng hạ áp, giảm mỡ máu, hoạt huyết, giải độc. Nghiên cứu của Đại học Reading Anh cũng cho thấy, dịch chiết sơn tra giúp làm giảm huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương chỉ sau 10 tuần điều trị. Mỗi ngày, người bệnh huyết áp cao nên dùng 20ml siro táo mèo ngâm mật ong và pha loãng với nước để uống. Trà đỏ ngọt. Đỏ ngọt là loại cây mọc nhiều tại vùng núi phía Bắc nước ta. Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Sinh y Dược học, Học viện Quân y cũng đã nghiên cứu và tìm thấy trong loại lá này chứa các nhóm chất flavonoid, axit hữu cơ, saponin, có tác dụng chống oxy hóa, hạ huyết áp và ngăn ngừa xơ vữa động mạch rất hiệu quả. Bạn có thể dùng lá cây đỏ ngọt tươi đun nước để uống hoặc phơi khô lá và hãm với nước sôi để uống như trà hàng ngày. Vườn tầm thống. Giờ đây, thay vì hãm sắc dược liệu vừa tốn thời gian, công sức, vừa không đảm bảo được hàm lượng hoạt chất trong đỏ ngọt, sơn tra, hoàng bá, bạn có thể sử dụng những viên uống hỗ trợ hạ áp chứa chiết xuất các thảo dược này, điển hình như thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vườn Tầm Thống. Việc kết hợp sử dụng viên uống này cùng các thuốc hạ áp Tây y sẽ giúp kiểm soát huyết áp tốt hơn và phòng ngừa các biến chứng suy tim, xơ vữa động mạch do cao huyết áp hiệu quả. Cảm ơn bạn đã quan tâm và theo dõi video. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về giải pháp kiểm soát huyết áp hiệu quả từ thảo dược, vui lòng liên hệ tổng đài 0962 546 541 để được hỗ trợ tư vấn trực tiếp. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vương Tâm Thống, giải pháp thảo dược hỗ trợ hàng đầu dành cho người bị nghẽn mạch vành do huyết khối hoặc xơ vữa động mạch gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, người bị hẹp hở van tim có triệu chứng khó thở, loạn nhịp, đau thắt ngực, người bị mỡ máu cao, tăng huyết áp. Sản phẩm đã được Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế cấp phép lưu hành và đảm bảo tính an toàn hiệu quả khi sử dụng.